Hey, xin chào, để tận dụng trang YouTube của mình cũng như là đam mê biên đạo cá nhân để giúp xã hội xung quanh. Thì vừa rồi mình tổ chức tặng workshop từ thiện lần thứ hai. Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta mải mê với những công việc riêng của bản thân mình, với những kế hoạch cá nhân, với những mục tiêu nhất định. Chúng ta quên rằng là chúng ta may mắn như nào để có được một cuộc sống đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần như thế này. Chính vì vậy mình rất là vui khi vừa rồi một số bạn du học sinh cũng như một số bạn hiện đang làm việc tại Vương quốc Anh đã bỏ ra một chiều thứ bảy để đến Pineapple Studios để học nhảy và để gây quỹ từ thiện. Lần này 100% lợi nhuận của lớp học sẽ được đóng góp cho dự án đồng cảm Simple Meals nhằm giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam có được một bữa ăn trong những ngày nằm viện. Mình sẽ để đường link của dự án ở dưới đây để mọi người tham khảo nhé. Sau đây là lớp học nhảy từ thiện ở hôm đấy. Enjoy. Giống với dance workshop đầu tiên được tổ chức vào tháng 3 vừa rồi thì workshop lần này lôi kéo sự tham gia của rất nhiều các bạn sinh viên, những nghiên cứu sinh, những bạn mà hiện đang đi làm tại những tập đoàn đa quốc gia và cả những bạn mà đang theo đuổi cuộc sống khởi nghiệp nữa. Mình thực sự rất phục những bạn nào mà tham gia workshop khi hoàn toàn không có kinh nghiệm nhảy múa văn nghệ gì, nhưng mà còn phục hơn những bạn nước ngoài vì các bạn sẵn sàng đi học nhảy theo những ca khúc tiếng Việt. Về lớp nhảy hôm đấy thì mọi việc cũng không hoàn toàn theo kế hoạch cho lắm, vì dự định ban đầu của mình là hướng dẫn cho các bạn hai bài biên đạo. Bài đầu tiên là Baby Baby. Và bài thứ hai là Chúng ta không thuộc về nhau. Tuy nhiên do mình đánh giá hoàn toàn sai độ khó của bài Baby Baby, nói chung lỗi tại tôi hết, cho nên mọi người chỉ kịp học được một bài thôi. Nói chung trong lòng thì cảm thấy là treo đầu dê bán thịt chó, rồi lừa gạt khách hàng, rồi false marketing các kiểu. Nhưng mà được cái là mọi người hôm đấy rất là ủng hộ và mọi người rất là vui vẻ với workshop. Hoặc là họ cũng không muốn nói thẳng ra thôi. Điều khác biệt lớn nhất của workshop lần này so với lần trước ấy là lần này bọn mình có một cái video hẳn hoi của toàn lớp thể hiện bài biên đạo vào cuối giờ. Công sức 2-3 tiếng luyện tập của mọi người hôm nay đấy. Mong đây có thể coi là một món quà lưu niệm cho những bạn mà tham gia workshop hôm nay. Vậy rồi, trước khi mình cho mọi người xem sản phẩm cuối cùng thì mình chỉ có một thông điệp nho nhỏ cho những ai mà đang xem clip hiện tại thôi. Bạn hãy dành một khoảng thời gian nào đấy để tạm gác lại công việc của mình, dù chỉ một chút thôi nhé. Và hãy suy nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện tại. Đừng coi nhẹ những cái may mắn mà mình đang có hiện giờ. Nên nhớ là bạn hoàn toàn có thể cái may mắn, có thể được sinh ra trong một bãi chiến trường, những hoàn cảnh thiếu thốn, hoặc là bị những cái bệnh tật và những bất lợi bẩm sinh. Vì vậy, nếu được ấy, thì hãy dành một chút thời gian để đóng góp lại cho xã hội, cho cộng đồng.
tùy vào khả năng và điều kiện của bản thân nhé. Haters gonna hate, likers gonna like, share and subscribe. Enjoy cái video nhảy này và mình hẹn mọi người trong một video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Instagram today.